Hello anh em, mình là Kiên Mô Tôn. Ở clip hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ thêm về anh em những cái bộ kích đèn như thế này, kích đèn pha siêu sáng đó. Thì vừa qua thì mình có làm cái clip mà hướng dẫn anh em lắp trên xe ấy, thì cũng nhiều anh em phản hồi lại với mình mà có alo trực tiếp với mình muốn đặt hàng những cái bộ như thế này. Và một số anh em có đặt hàng về rồi ấy, thì đọc cái quyển hướng dẫn ở đây ấy, thì nó in sẵn ở đây ấy, thì cũng không hiểu cho lắm. Thì trên cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp anh em có thể là đọc cái màu dây và cách lắp như thế nào cho nó đúng. Cái bộ kích đèn như này nó cũng rất là dễ lắp thôi, độ ổn định rất là cao, bền anh em nhé. Thì trên kênh của mình ấy, có hướng dẫn các anh em độ chế điện trên xe zin bản của mình sang điện ăn điện bình ắc quy và lắp kích đèn, hay là một số anh em có thể là lắp thêm những cái con sạc Attila hay là sạc Exciter 150. Nhưng nhiều anh em ấy, hoặc là các cái bác các chú lớn tuổi rồi thì lại không thích làm điều đó và muốn giữ cái bộ điện trên xe của mình nó zin bản ấy, thì thường là người ta lại hay nghĩ đến là lắp những cái con kích đèn như thế này. Thì sản phẩm bên mình hiện tại đang bán ấy, thì nó là cái con kích đèn dạng như thế này đó, dạng như thế này đây. Thì cái con này thì mình có kích có cắt sẵn cái đầu dây này rồi thì mình chỉ cho anh em cho dễ, thì tí nữa mình sẽ nói sau. Vâng, khi mà mình khui cái bao bì này ra, đây mình có cắt sẵn đây ra rồi, ở trong này nó sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng như thế này. Các cái màu dây kết nối xanh, đỏ, nâu và trắng đây. Thì nhiều người có đặt hàng về bên mình về thì cũng không biết cách lắm, bởi vì nó ghi rõ đây rồi nhưng mà người ta lại hay bị mơ hồ nên là cũng không biết. Thực ra là do là các anh em mình không am hiểu về xe máy thì cũng rất là khó lắp. Và đây là nó có luôn là cái không lắp cho xe tay ga anh em nhé, xe Jupiter, xe Suviva, đây là ghi là Fusionel 2 đấy, và Fusionel bảo hành 12 tháng. Thì khi mình gửi cho anh em những cái bộ như thế này thì mình sẽ tính là bảo hành cho anh em 12 tháng, ok anh em đi thoải mái không phải lo. Rồi cái này thì mình bỏ qua, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em. Thì đây có cái cuộn mới này nhưng mà dây nó rất là dài lằng nhằng, thì mình xin phép là mình sẽ lấy cái cục này mình cắt sẵn cái dây này ra cho nó ngắn cho anh em dễ nhìn. Anh em để ý cho mình ở trên cái con kích ở đây thì nó sẽ có bốn đầu dây: dây trắng này, dây màu nâu, dây màu đỏ và dây màu xanh lá. Thì cách đấu rất đơn giản thôi, anh em lấy cái dây màu xanh lá này anh em sẽ đấu vào mát sườn hoặc mát hệ thống ở trên xe Jim xe quay đó, thì nó cũng là dây màu xanh lá này luôn đó. Thì cái dây màu xanh lá chỗ nào thì anh em cứ ghim chỗ đấy. Còn một cái dây tiếp theo nữa là dây màu đỏ. Cái dây màu đỏ này nó rất là dài, nó sẽ kéo xuống đến cái con sạc ở trên xe của chúng ta. Ví dụ sạc trên xe chúng ta đây thì mình có một cái con sạc để demo đây đó, thì nó sẽ có bốn màu dây: xanh, vàng, đỏ và trắng. Thì anh em sẽ đấu cho mình cái dây đỏ này sẽ vào cái dây trắng của con sạc đó. Anh em sẽ nhìn đây ạ, cái dây đỏ này sẽ vào dây trắng của con sạc, thế thôi ạ. Việc còn lại là hai màu dây này đây, thì anh em sẽ để ý cho mình là cái dây vàng đây nhá, từ dưới máy lên hoặc từ con sạc này lên trên đầu xe đó, thì anh em sẽ tách đôi cái dây vàng này ra, tách đôi cái dây vàng anh em sẽ rút rác thôi chứ không cần cắt, nếu như anh em cắt cũng được. Thì cái dây màu nâu này nó sẽ đấu về hướng về máy anh em nhé, anh em sẽ đấu về hướng về máy đó. Còn cái dây màu vàng này thì anh em sẽ đấu vào cái dây màu vàng còn lại là hướng ra đằng công tắc đó. Thì ở đây ấy, tại sao mà mình lại hướng dẫn đấu như thế, ở trong này nó sẽ hướng dẫn đấu khác anh em nhé đó. Thì mình muốn hướng dẫn anh em là đấu tách cái dây vàng ấy ra thì mình đấu như thế, thì nó sẽ điện nó sẽ chia đều ra tất cả các bóng, là có bóng pha, bóng hậu, hai bóng ở trong đèn tablo là bóng đèn đồng hồ đấy, và hai bóng đèn mi, thì nó sẽ chia đều điện ra cho tất cả các bóng, thì tất cả các bóng nó đều sáng nhé. Bởi vì khi cái điện của mình trên xe nó đã kém rồi mà mình đã dùng cái cục như thế này rồi ấy, thì mình muốn tất cả các cái bóng nó đều sáng, tất cả các cái bóng nó đều sáng như thế thì nó sẽ chia điện đều ra, nó đỡ bị dồn điện vào cái bóng pha anh em nhé. Còn ở trong cái hướng dẫn ở đây thì người ta lại chỉ muốn mình đưa ra cái bóng pha để tăng cái hiệu quả sáng nhất, nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm là cái bóng pha của các bạn ấy nó sẽ nhanh già bóng, nhanh bị đen bóng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ vì nó sáng quá. Nếu mà các anh em đi ga căng ga ở số 1, số 2 thì có thể là sẽ dẫn đến là cháy bóng anh em nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn khác ở trong cái hướng dẫn của họ đó. Thì hiện tại cái sản phẩm bên mình đây là
cung cấp cho anh em ấy, chỉ có 4 đầu dây. Ở trên thị trường có rất nhiều các loại kích đèn, thì là cái loại kích đèn mà thường là người ta hay bán ở trên thị trường á, nó là loại 5 dây anh em ơi. Đây nó có thêm một cái dây đen nữa. Thì cái dây đen ấy là gì? Nó sẽ là dây nối vào cái dây đen sau ổ khóa. Thì như thế có nghĩa là như nào, là nó sẽ là ăn điện bình ắc quy anh em nhé. Tại vì sao là một số anh em mà đã lắp rồi mà lại phải tháo ra, bởi vì là nó lại tiêu thụ chính cái điện bình ắc quy của anh em, cho nên là cái xe của mình nó sẽ có hiện tượng là đề yếu đó. Thì bình ắc quy nó yếu thì đề sẽ yếu, tất cả mọi thứ nó đều yếu theo. Còn cái sản phẩm này bên mình ấy, thì nó không liên quan gì đến cái bình ắc quy cả. Kể cả là anh em có về có tháo cái bình ắc quy vứt ra ngoài, nó vẫn cứ đèn nó vẫn sáng bình thường, nó vẫn không cần gì đến điện bình ắc quy. Như nên là anh em cứ yên chí là đặt hàng bên mình là lắp vào xe là ngon lành luôn, không lo sợ yếu bình ắc quy. Và cái này nó độ bền nó cũng rất là cao anh em nhé. Đó, thì là đây là cái những cái chia sẻ và những cái lưu ý của mình đối với lại cái những cái con kích đèn mà bên mình đang bán đây. Thì anh em có nhu cầu thì mình cũng sẽ ship hàng trên toàn quốc, và anh em alo thì mình sẽ báo giá trực tiếp đó. Thì cái này nó cũng rất là dễ dàng lắp trên xe thôi. Thì anh em lưu ý ở đây là cho mình là không lắp cho xe tay ga này, xe Jupiter, xe Suviva, xe Future 2, Funeo. Future thì nó chia ra dòng mấy dòng đấy, còn cái con Future 110 ấy, đời ngày xưa mà to to đấy, thì anh em vẫn lắp bình thường, chỉ có con Future 2 và con Funeo hoặc là Future FI các thứ ấy thì không lắp được. Còn ngoài ra là những cái xe mà nó không kể tên ở đây thì anh em vẫn lắp bình thường anh em nhé. Đó, anh em lưu ý cho mình như này. Thì có rất nhiều anh em là đi dòng Jupiter hay là Sirius thì cũng hỏi với mình là cái bộ này có lắp được cho không. Thì mình còn ở cái clip này ấy, thì mình khuyến cáo các anh em đó là không nên lắp nhé. Ở đây là nó đã ghi sẵn là không nên lắp rồi, thì chúng ta cũng không nên lắp làm gì cả. Đó, thì cái clip này thì mình cũng đã giải thích về những cái xe nào có thể lắp được và những cái xe nào không thể lắp được cho anh em đỡ mất công. Ok, còn anh em đặt hàng bên mình ấy thì nó cũng rất đơn giản thôi, thì mình sẽ ship theo hình thức là COD, nhận hàng rồi thu tiền tại nhà. Đó, rất tiện cho anh em. Thì giá một cái bộ này nó cũng không phải là cao, nó cũng đơn giản thôi, độ bền nó rất là cao. Có những anh em đặt bên mình những chục con ấy thì chắc là về lắp cho cả anh em hàng xóm, ông bà họ ngoại gì đấy. Thì cái này là do anh em ấy thôi. Không dài dòng nữa thì mình xin phép là mình dừng video ở đây. Thì chắc là anh em vừa qua thì cũng đã đi thử rồi, thì cũng nhiều anh em có phản hồi lại ý kiến rất tích cực. Cái này là độ bền nó thì cũng mới lắp, cũng chưa test được độ bền, nhưng mà cái độ ánh sáng mà nó đưa ra thì cũng rất là cao. Vâng, xin chân thành cảm ơn những anh em mà đã đặt hàng bên mình nhé. Đó, thì cái này là mình sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng anh em nhé. Cách đấu lắp nó cũng rất đơn giản thôi. Thì anh em có thể là, nếu như anh em vẫn chưa hình dung ra được cái cách lắp ấy, thì trên kênh của mình là Kiên Mô Tôn, thì anh em thích vào mục video ấy, tìm đến cái clip mà hướng dẫn lắp trực tiếp trên cái xe Dream của mình ấy. Thì cái xe Dream, xe Way hay là những cái loại xe khác ấy, thì cách lắp nó sẽ tương tự như thế. Thì phiền anh em là tìm đến cái video đấy thì anh em dễ hình dung hơn là mình nói trên đây. Thì đây nó chỉ có 4 màu dây thôi, thế là nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình nói như thế là anh em đã đủ hiểu và để có thể tự lắp được trên xe của mình rồi. Ok, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Nếu anh em thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình để nhận được nhiều những cái thông tin quý báu và bổ ích như thế này. Đó, xin chân thành cảm ơn anh em.